Bây giờ là khi mà đang ăn trưa nè cả nhà. Mọi người mới ăn trưa xong mà là ảnh tiễn ăn còn nguyên cả hai cả chén luôn. Trời quá nhiều. Nhưng mà thích lại đang ngồi với mẹ nên mẹ cho vô. Ăn cửa. Ừ. Ăn nè, ăn nhanh nhanh đi. Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm một cái món chè cục bạch. Và mình đã nhận đơn đặt hàng từ con gái mấy ngày nay rồi. Nhưng mà lu bu quá chưa có làm được. Hôm nay tranh thủ sắp xếp thời gian mới ăn trưa xong. Mình dành khoảng 10 phút là mình sẽ nấu xong món này nha. Và đây là thành phần nấu món chè cúc bạch nè. Đây là sữa tươi. Kế tiếp là gelatin. Gelatin này đã được mix sẵn. À, bên này là syrup nhãn nè. Và bên này là hạt almond. Hạt almond này mình sẽ rang lên cho nó thơm. Và nhà mình thì thích có thêm hạt chia bỏ vào, chia ngâm bỏ vào. Ok, bây giờ mình làm nha. Với một cái gói này mới có trọng lượng là 176g. Thì mình sẽ cho 4 cốc rưỡi nước. À, nhà mình muốn ăn cái thật là nó đặc hơn á. Nên đó là mình chỉ bỏ vô là 3,5 cốc thôi. Đó. Nếu mà pha theo đúng liều lượng trên hướng dẫn này thì nó thành mình hơi mềm. Mình cắt ra nha. Cắt ra bỏ vô trong một cái nồi sợi ha. Mình giảm một cốc so với cái liều lượng ở trên bao bì nha cả nhà. Cốc. Một cốc. Hai cốc. Ba cốc. Ba cốc rưỡi. Trộn. Bây giờ mình trộn cho nó tan cái hỗn hợp này nè. Xong rồi mình sẽ bắt lên bếp nấu cho nó sôi nha. Nó sôi lên khoảng 1 phút thì mình sẽ tắt bếp và sau đó mình sẽ cho hai cốc sữa tươi này vào. Sẽ cho cái hỗn hợp này ra cuốn. Nó này rất là nấu rất là đơn giản. Còn cái almond này nè, mình sẽ rang. Mình bắt lên bếp mình rang cũng được, không bỏ vô lọ. Bắt lên nấu lửa lớn bình thường. Rồi, đã gần sôi rồi. Mình bắt nước sôi á, rán lại mấy cái khay nè. Cái tô này nè, để chuẩn bị mình để cho cái hỗn hợp này. Oh, đã sôi đây. Khi mà nó vừa sôi bùng lên á, bung lên rồi á là mình sẽ tắt xong. Bây giờ mình sẽ cho hai cốc sữa vào. Nấu nhanh lắm. Một cốc. Hai cốc. Rồi. Rồi mình sẽ quậy đều lên nha. Cho hộp này ra cuốn nha. Gì vậy? Sữa nhân kim ha. Có sữa. Mình có 3 cái mẻ thạch. Bây giờ mình để ở đây cho nguội.
Đây. Mình vớt mấy cái bọt ở trên này ra. Đây là mình đã làm xong cái này, cái phần thịt. Mình để ở đây cho nó đông lại. Chút nữa khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa mình xuống đây làm nó đã đông rồi, mình có thể ăn rồi. Bây giờ mình khui sẵn cái syrup nhãn nè. Khui sẵn để ở đây. Mỗi lần con gái mình nó ăn á, nó lấy ra cho nhanh. Bây giờ mua ở ngoài nữa ăn. Ăn nữa đâu có được nhiều em. Rồi, ăn nước rồi. Ăn nhìn đấy giờ. Xong rồi mẹ, xong rồi. Đây là ông mình nè, mình rang. Rang nhìn nó vàng vàng rồi. Rang thêm một chút xíu nữa là mình tắt lửa. Để sẵn cái đó khi nào ăn á là bỏ vào đi. Mình làm xong tiếng đồng hồ là nó đã đông đặc thế này. Bây giờ mình cắt ra từng miếng và làm một ly để thưởng thức nè. Rồi. Sau đó mình sẽ cho thêm cái syrup ha. Syrup nhãn. Vậy khi mình muốn ăn ngọt hay là lạc thì mình tự canh cái nước syrup này nó cũng ngọt đó nha. Ít hạt chia. Cuối cùng là cho mấy cái hạt. Ô, mình là